Xin chào các bác nhà mình. Tôi đang thiết kế một lọ sâm đen rừng già cho một anh khách quen ở trong Sài Gòn. Anh ấy đặt em cũng khá lâu rồi, cũng hơn một tuần rồi. Đang mua sâm nhưng cũng hơn một tuần, gần hai tuần mới anh em thợ của em khai thác được. Anh ấy những củ sâm đen loại này là loại từ 5 đến 6 củ một lạng các nhé, 5 đến 6 củ một lạng, nhưng mà cái tuổi củ của nó toàn trên 35 hết các bác nhìn này. Củ nó rung rất là nhỏ thôi các bác nhìn này. Nhưng mà đốt mắt rất là nhiều, sâm rừng nó chất kinh khủng như thế các bác này. Đó, các bác nhìn này, củ rất là già đấy. Đó, đây này. Đó, em thấy thử các bác xem này, củ này. Đấy các bác nhìn này, già, rất là già. Đây này, đó. Các bác nhìn này, cái chất, các hoạt chất này, ảnh tím hết rồi. Sậm đen hết rồi, các bạn nhìn này. Đó. Chỗ này em thải chỗ này 2 lạng các bác nhá. 2 lạng em sẽ ngâm một lọ với mật ong đá rừng già, thể tích nó là nửa lít về 2 lạng sâm đen này. Các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thực tế sâm rừng này. Đấy, từng củ sâm rừng. Đây em thái củ nào thế các bác xem nhá. Đây. Củ nào nó cũng tím sậm luôn. Đấy, củ lon thì màu nó sẽ phớt phớt, nó sẽ vàng. Những củ đen, củ già nó sẽ sậm sậm đen này. Đó, những củ sâm nhiều tuổi rồi. Để sậm đen càng già nó sẽ càng đen. Đấy. Cái này em sẽ thái ra hết để mình ngâm màu đông cho anh khách này. Thế có nào cần thì sâm đen rừng già các bác có thể alo đặt trước cho em tuần thân giã các nhá. Đây là cũng đang vào cuối mùa sâm, mà chuẩn bị vào cuối mùa sâm thì sâm sẽ tìm sẽ khó hơn, lâu hơn một chút. Và mùa đông thì lâu sẽ tìm thì rất là khó. Thứ hai là giá trị sâm càng ngày nó sẽ càng cao, nó tại vì nó độ sâm cứ càng ngày càng quý hiếm nhất nữa. Đây các bạn nhìn này, màu sậm đen luôn, sậm luôn này. Đấy, các bạn nhìn nó ánh chất nó ra này. Các bác cần sâm đen này các bác alo tên tôi đã thiết kế cho bác, dùng của các bác làm quả biếu đồ cao cấp này cực kỳ vip các bác nhé. Em xin chào các bác.